Con có một số vấn đề không hiểu nhưng con tìm trên Google không có, mong sư tử vi giảng giải cho con được rõ. Con xem trên YouTube về sự khác nhau giữa Phật toàn giác, Phật độc giác và các vị A-la-hán. Trong clip nói là Phật toàn giác có 3 cấp độ, 2 phút 47 giây, do thời gian tu tích lũy parami khác nhau nên phân chia thành 3 loại Phật toàn giác: hạnh trí tuệ nổi bật, đức tin nổi bật và tinh tấn nổi bật. Sư cho con hỏi thông tin trên là đúng hay sai vì con tra trên Google và các trang Phật học không thấy nói tới. Sư cho con hỏi một vị hành giả phát tâm tu học từ sơ cơ, nếu phát nguyện thành A-la-hán thì sau khi thành tựu sẽ thành A-la-hán, nếu phát nguyện thành chánh đẳng giác thì sẽ thành chánh đẳng giác, con hiểu như thế có đúng không? Vì con biết vị A-la-hán thì không cần tu nữa để thành Phật, vì điều đã không còn sinh diệt, nhưng thời gian tu để thành A-la-hán ngắn hơn Phật rất nhiều. Con đọc trong sách tiểu sử Ngài Pra Achin Mun, thấy có đoạn ghi có thể phát nguyện lại. Nếu một người đã lỡ phát nguyện thành chánh đẳng giác, nếu nguyện chưa kiên cố thì có thể đổi thành A-la-hán cho dễ hơn. Con hiểu như vậy có đúng không sư? Sư thấy làm lạ là cái chuyện quý vị không có thông tin về ba hạng Bồ Tát. Quý vị chờ sư một tí. Đầu tiên ha, là quý vị có thể tìm là cái hương vị pháp bảo của thiền sư Silananda, tấn, ủa xin lỗi, đây hương vị pháp bảo của thiền sư Silananda ha. Đây, ở đây có cái đoạn là cần bao nhiêu thời gian để một vị Bồ Tát hành trì và hoàn tất Ba La Mật ha. Thì đây có nhắc nè, là vị Phật trí tuệ thù thắng, vị Phật đức tin thù thắng và vị Phật tinh tấn thù thắng. Rồi, ngoài ra đó, nó còn có một trang nữa. Ở đây thì có thông tin về ba hạng Bồ Tát ha. Rồi. Thì coi ở đây có cái từ là Panh Nha. Trí tuệ là Panh Nha. Đây. Đó, ba hạng Bồ Tát ha, đó ba hạng Bồ Tát. Cái trang Wisdom Library đó, giám ọt đó, đây là một cái trang rất là uy tín ha. Đây nè, đó Panya Thika Future Buddhas, Sattha Thika Future Buddhas và Viriya Thika Future Buddhas, cũng là ba hạng đó, hạng trí tuệ nè, hạng niềm tin nè, hạng tinh tấn ha. Rồi ngoài ra thì nếu mà quý vị không tin nữa, tức là cái này chỉ là cái nghiên cứu bên ngoài mà quý vị đòi phải có trong kinh tạng, thì ok sư sẽ mở ra cho quý vị coi. Nghỉ chờ tí xíu. Cái này là ở trong tiểu bộ ha, trong tiểu bộ.
Phần nha. Phần nha thi cá. Đây. Đây thấy chưa? Đây nè. Phần nha thi cá nè, ha, phần nha thi cá nè, sát tha thi cá nè. Phần nha thi cá ha, sát tha thi cá. Viriya thi cá, thấy chưa? Đấy. Còn cái chuyện mà đổi nguyện á thì đổi nguyện được, tại vì nếu như mà mình chưa có đi đến cái giai đoạn là được Phật thọ ký thì tất cả các hạng Bồ Tát chánh đẳng giác đều có thể đổi nguyện thành Bồ Tát Thinh Văn Giác hoặc Bồ Tát Độc Giác đều được hết ha. Rồi về vấn đề này thì không biết Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung gì hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thì câu 1 thì quá là cặn kẽ, công nhận Đại Đức anh Tệ trả lời có tâm ghê. Rồi dẫn dứt chánh tạng luôn, quá chính xác. Nên là quá chuẩn à. Ở đây là đến câu hỏi thứ hai, cái vị này hỏi là nếu phát nguyện thành A-la-hán thì sau khi thành tựu sẽ thành A-la-hán. Nếu phát nguyện thành chánh đẳng giác thì sẽ thành chánh đẳng giác, con hiểu như thế có đúng không ạ? Hiểu như vậy cũng đúng, nhưng mà đúng một phần nhỏ thôi quý vị, đúng một phần rất là nhỏ, khía cạnh nhỏ thôi. Tại vì sao? Tại vì cái phát nguyện á, nó chỉ là một trong 10 cái parami thôi. Phát nguyện tính là cái phát nguyện hay chí nguyện hay là quyết tâm á, thì đó chỉ là Ethi Thana thôi. Còn ngoài ra mình phải nỗ lực, thế vậy phải nỗ lực rất là nhiều đó, gọi là nỗ lực rất là nhiều, rất 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 là nhiều nữa. Vừa để vun bồi 9 cái ba la mật còn lại, rồi tùy theo cái hạnh nguyện của mình. Như ở đây mình nói là a la hán mà gọi là gần nhất đi, hán thường đi, thì cũng phải có đầy đủ 10 cái ba la mật bậc hạ. Rồi yếu tố là mình là người tâm nhân, rồi trong cái 10 cái ba la mật đó đó, rồi thêm yếu tố mình người tâm nhân, rồi mình minh và hạnh, mình và cái minh và hạnh đây chính là cái duyên đó vị, cái duyên mà để khi mình nghe được Phật pháp đó vị, nghe Phật pháp mình gặp được Đức Phật nói với mình hiểu, mình giác ngộ, hay thậm chí thời không còn Phật toàn giác đại thế nữa nhưng mà giáo pháp của Ngài vẫn còn, quý vị hiểu không? Thì mình dựa vào giáo pháp của Ngài á, mình tu tập thì nó đưa mới đem đến sự giác ngộ. Cho nên cái câu số 2 á là mình phải hiểu rộng, chứ mình nếu là mình nghĩ hay mình có thể mình hiểu hời hợt, mình nghĩ là phát nguyện thôi rồi mình tu cà lết hay không, mình tu giống như là cưỡi ngựa xem hoa, không có cái sự ý thức rõ về cái thái độ ý thức rõ cái sự khổ đau trong sinh tử luân hồi, trong từng năm, từng ngày, từng giây, từng phút, từng sát na. Cái đó rất là, đó là mình hiểu sai, cho nên là câu số 2 phải phải lưu ý lại, lưu ý lại nha, lưu tâm lại. Đó, lưu tâm lại cái này. Câu số 3 thì Đức Hạnh Tòa trả lời cũng rất là đầy đủ rồi. À, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Chúng ta qua